peram. Thank you.
không đi mang thôi lúc nào rồi biết thôi tí hai trăm đồng một bình này tết cái gì đó thôi chẳng được sạch chơi với đá sẽ thành công chơi với đá ok số thứ một rồi thì tỉnh tỉnh không lãng phí tiền mình dùng mình đi sạch cho rồi. Thầm quá tự bắt lên.